tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha. Tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện, làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha. Dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an kính đại anh đại gia thiên tổ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại của hai cụ ông Lại Xuân Ngồi, cụ bà Đặng Thị Buốt, bầu bà thân hữu, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của hai cụ, cũng như của các trai dâu gái rể của hai cụ. Trời xuân trải hạt nắng hồng, gọi
ngoại đào mai phúc chờ trông xuân về, đất trời giao thoa tan hòa bước sang xuân mới, trời thêm tuổi mới người thêm thọ. Đó cũng là lộc trời ban tặng riêng cho mỗi người trong không khí rào rực của mùa xuân Kỷ Hợi. Đầy ý nghĩa này, anh em con cháu chắc của hai cụ và cùng toàn thể thế hệ trai lâu gái rể trong gia tộc long trọng tổ chức lễ chúc thọ cho hai cụ song thọ cụ ông Lại Xuân Hồi, cụ bà Đặng Thị Quất. Tới tuổi 70 đó là lý do buổi lễ hôm nay. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các cụ, các ông, các bà đại diện cho dòng tộc họ Lại, họ Đặng của hai cụ và toàn thể bầu bạn, những người đồng chí, những người đồng nghiệp của hai cụ đã về dự đầy đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các cụ, về thay mặt cho ban tổ chức gia đình xin được thông báo về chương trình tổ chức mừng thọ cho hai cụ hôm nay. Buổi sáng hôm nay gia đình có tổ chức buổi tiệc để chúc mừng những ly rượu hồng, chúc thọ và chúc phúc cho ta hai cụ và gia đình. Buổi chiều hôm nay vào buổi 1 giờ đến 1:30 gia đình tổ chức buổi tiệc ngọt, tổ chức chúc thọ cho hai cụ. Vì vậy xin trân trọng quý vị nắm bắt tinh thần thời gian để chúng ta sau những buổi tiệc chúc những ly rượu hồng thì nán lại thời gian để tiếp tục dự những buổi chiều hôm nay trong buổi tiệc ngọt. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nghị, bí thư chi bộ ba về dự để chúc thọ cho hai cụ. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Với điều kiện buổi chiều hôm nay, công việc cấp ủy chi bộ và xóm đội không về dự buổi chiều được, xin trân trọng giới thiệu ông Nghị có đôi lời nên chúc thọ và chúc mừng hai cụ. Xin kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể anh em con cháu trong gia đình của hai cụ, rất vinh dự thay mặt cho cấp ủy chi bộ cơ sở xóm đội được về chúc thọ song thân hai cụ. Buổi đầu tiên nhân dịp đầu năm xuân mới, thay mặt cho cấp ủy chi bộ cơ sở xóm đội kính chúc hai cụ trường thọ an khang mạnh khỏe, kính chúc các vị đại biểu các cụ con có bà mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Vâng, xin báo cáo với các cụ cũng nôm na mấy câu. Gọi là cơ sở xóm đội về đây dự cùng với các cụ có con bà trong hai họ cũng như gia đình, cũng có vật thơ là chúc mừng thọ mẹ. Xin quý vị đại biểu lắng nghe. Về mừng thọ mẹ xuân nay, lòng con trạch nhớ những ngày xa xưa. Mẹ cha giàu dãi nắng mưa, nuôi con khôn lớn sớm trưa nhọc nhằn. Quê nghèo nhà đói quanh năm, miếng khoai mẹ nhận cơm thần cho con. Quê mình khói lửa chiến tranh, các con chạy giặc lại còn chạy ăn. Nhớ thân còn mẹ táo tần, họ hàng làng xóm đơ đần cũng qua. Xong nhờ có đảng cho ta cơm no
tuổi. Chúng con nay trưởng thành rồi vẫn ghi nhớ mãi những lời mẹ cha. Sinh thành công mẹ công cha, công ơn của Đảng cho ta nên người. Còn nay mừng thọ mẹ cha trong hương hoa của đất trời mùa xuân. Nguyễn cũng xin được trân trọng kính báo với các cụ, các bà, các bác, các anh, các chị trong đại gia đình và các quý khách hội đồng môn đồng ngũ, thế rồi là các bạn bè công tác ở nơi cơ sở. Hôm nay là cũng nhân dịp đầu xuân mới 2019, gia đình chúng tôi hai vợ chồng cũng là được tới tuổi 70, cũng ơn phúc tổ đường để phật thánh cho tuổi tới 70, thì hôm nay là cũng được sự đoàn kết của anh em các cháu đã thống nhất con trai dâu gái rể trong gia đình tổ chức mừng thọ cho bố mẹ. Thì, trước hết là chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị, của các cụ, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các vị đã dành thời gian về chúng tôi, thì cũng rất là hồi hộp, thì cũng không biết nói gì. Thay mặt cho trong gia đình này cũng xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và cũng kính mời các quý vị là chương trình thì nó lại hơi là gấp một chút, tức là nếu vài cả buổi sáng là thì nó không có được thời gian, cho nên là trưa nay thì cũng mời các quý vị là dùng tiệc mạn nâng chén rượu chúc mừng chúng tôi, và buổi chiều là cũng thời gian khoảng từ 1:30 trở đi đến tầm 3 giờ là có tiệc ngọt, thì cũng mong các quý vị nán lại dành thời gian cùng với chúng tôi. Xin được thay mặt cho gia đình cũng xin trân trọng cảm ơn và chúc các quý vị mạnh khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Xin được cảm ơn ạ. Trước hết là xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghị thay mặt các cấp ủy chi bộ, ban tác mặt trận cơ sở xóm 13 đã có lời ca tiếng hát và có quà lên chúc mừng, chúc phúc, chúc thọ hai cụ thay mặt cho ban tổ chức gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Và qua sự lý do của cụ nhà thì giờ này đã đến giờ để tổ chức tiệc ngọt, được thờ lộc tổ. Xin trân trọng các quý vị đại biểu, xin về nước, về thuốc. Về với buổi chúc thọ hôm nay, tôi cũng xin phép chúc hai cụ có mấy câu. Xuân nay hai cụ tới 70, hơn 40 năm tuổi sáng ngời, phúc lộc đồng ca vương cảnh lá, cụ vẫn tiên phong hội tuổi già. Kỷ hợi xuân nay mừng hai cụ, giá nguyện chiều tà vẫn nét son, con cháu toàn gia đồng kính chúc ông bà đại thọ phúc khang linh. Kính lạy anh linh lại ra tiên tổ, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại của cụ ông Lại Xuân Ngồi, cụ bà Đặng Thị Vuốt, bầu bạn thân hữu, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của hai cụ, cũng như của các con trai dâu gái rể của hai cụ. Trời xuân trải hạt nắng hồng, gọi đào mai quất chờ trông xuân về, đất trời giao thoa chan hòa bước sang xuân mới. Trời thêm năm tháng, người thêm tuổi, xuân mãi non sông hạnh phúc rạng nhà. Đó cũng là
Lộc trời ban tặng riêng cho mỗi người trong không khí rào rực của mùa xuân Kỷ Hợi. Đầy ý nghĩa này, anh em, con cháu, chắc của hai cụ và cùng toàn thể thế hệ, trai đâu gái rể trong gia tộc long trọng tổ chức lễ chúc thọ cho hai cụ song thọ, cụ ông Lại Xuân Hội, cụ bà Đặng Thị Vuốt. Tới tuổi 70, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Về dự buổi lễ chúc thọ hôm nay, ban tổ chức gia đình xin trân trọng giới thiệu ông Lại Thế Nguyễn, trưởng tộc họ Lại, thôn Diêm Điền, xã Bình Hòa, đã về dự chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Có ông Lại Thế Linh, ủy viên hội đồng gia tộc, ngành trưởng thường hữu ở chi Tiền Hải, Thái Bình, về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự với buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có đại diện cấp ủy chi bộ cơ sở xóm đội và chúng ta về dự và có quà chúc phúc hai cụ. Về dự buổi lễ chúc thọ hôm nay có các ông bà thông gia, hàng tử thông gia với hai cụ và các con của hai cụ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi lễ hôm nay có các anh em hai bên nội ngoại của hai cụ cùng toàn thể các cháu của hai bên đã về dự đầy đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi lễ hôm nay có các đại biểu là đồng chí, đồng nghiệp, là bạn bè của hai cụ cũng về dự buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Đặc biệt về dự buổi lễ hôm nay có ông Nguyễn Minh Thông và ông Nguyễn Văn Bốn, là em trai của người đồng đội, đối với ông cũng là tình cảm gia đình, đã về dự và chúc thọ cho hai cụ hôm nay, để ngày chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trong buổi lễ chúc thọ hôm nay có đầy đủ các trai đâu gái rể nội ngoại của hai cụ, để ngày chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Giờ này các quý vị đại biểu đã dành thời gian và ngọc về dự lễ chúc phúc cho hai cụ đông đủ, ban tổ chức gia đình xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Chúc các quý vị đại biểu và gia đình năm mới của chúng ta an khang thịnh vượng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn sự như ý. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật dài, thật to để chúc phúc cho gia đình và đại cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, cây gõ gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn với biển cả sông sâu, người ta nguồn gốc từ đâu, trước có tiên tổ rồi sau có mình. Xin kính mời hai cụ lên vị trí ghế và xin kính mời hai cụ dâng hương, thắp hương dâng lễ và mời con các con trai gái rể của cụ vào cử hành việc dâng lễ kính tổ tại gia tử. Xin kính mời hai cụ và các con. Mừng cụ nay tới tuổi thất tuần, chúc hai cây song thọ mãi trường xuân, sống khỏe, sống vui, tăng tuổi thọ, lộc trời, hai cụ mãi thiên xuân. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lại Thế Nguyễn, trưởng họ Lại chi Diêm Điền, lên chúc mừng và chúc phúc hai cụ. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ cầm liền, kính thưa các vị quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cha bác, anh chị em, cô dì của mợ, kính thưa các vị diễn gia, thông gia, thân bằng hữu hiếu, kính thưa các vị đồng nghiệp, đồng đội và đồng hàng, kính thưa các con, các cháu của cụ và gia đình cụ, kính thưa các vị đại biểu quý khách gần xa, kính thưa các anh chị em, bà con nhân bản xóm ngõ, thật là vui thay nhân dịp xuân mới này, cũng là cái ngày trùng trùng mà cũng là cái ông chú nhà tôi là ông bà ông ngoại vừa tới tuổi 70, như vậy là vô cùng phấn khởi, không có gì bằng mà cũng không gì ai mong ước được. Đây là trời phú
trời phú cho hôm nay ông bà lên tuổi 70 cũng là chức vụ thật là một cây cao bóng cả. Ông ngồi trong một thời gian vừa qua tối về họ, ông đem hết sức mình, năng lực, phấn đấu mà giúp cho đồng tộc hiện nay đang giữ chức danh là hội đồng gia tộc của toàn quốc của một người nhà. Và đương chức của hội đồng gia tộc trong chi hội đại toàn bộ Diêm Điền, trong thời gian qua, những năm qua, ông vô cùng đem hết sức mình, khả năng, phấn đấu, vun đắp cho dòng họ ngày một khang trang và tiến bộ không ngừng. Đến nay tuổi 70, thật vô cùng phấn khởi, tôi thay mặt cho đội đọc xin được chúc phúc ông bà trường thọ an khang và còn sức khỏe là một cây cao bóng cả, đem hết sức mình vun đắp cho đồng tộc, vun đắp cho hàng này thêm xanh và tốt đẹp. Trong lúc tuổi 70 này thì sức khỏe càng cao, người càng yếu, người già của cũng già, mọi việc xưng hô ăn nói con cháu nó có thể không được hài lòng. Mong con cháu tuổi cao khéo lời vun đắp cho hạnh phúc gia đình ông bà vui tươi khỏe mạnh. Còn riêng cá nhân tôi về hội đồng gia tộc là thay mặt gia đình cũng là gia đình vợ chồng tôi cũng vô cùng phấn khởi, hai ông bà bằng tuổi nhau mà hôm nay là chúng tôi cũng bằng tuổi nhau mà mới quý một bậc thềm dưới chưa được 70, nhưng mà hôm nay thấy tuổi 70 ông bà như thế này thì gia đình chúng tôi phấn khởi và cũng rất vui mừng. Xin chúc phúc cho ông bà mạnh khỏe, trường tồn an khang, vui vẻ với con cháu. Cuối cùng buổi lễ cho tôi được xin chúc tất cả các quý vị đại biểu cùng quý khách một lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông trưởng họ đã có lời chúc thọ, chúc phúc cho hai cụ và gia đình. Một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước cho nguồn chảy ra, một lòng ơn mẹ kính cha, vuông tròn hiếu nghĩa mới là đạo con. Trong đạo lý đầy lòng tri ân tôn kính, công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mới có tam đại đồng đường, tứ đại đồng gia như hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu con dâu của cụ và một con rể lên dâng bức chúc thọ hai cụ. Xin kính mời con dâu và con rể của cụ lên dâng bức chúc thọ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cụ Lại Thị Tuất là chị gái của hai cụ. Cụ Lại, hai cụ Lại Thế Đồng, ông bà Lại Thế Đồng là anh trai, ông bà Lại Thế Phụng là anh trai, và Lại Thị Vân là chị gái của hai cụ. Xin kính mời các cụ lên chúc họ cho hai cụ. Xin kính mời. Cô ơi, các cụ nhìn con này, chia hết sức và chia sẻ. Ơi, nhìn con đây. Đây. Các người cứ bỏ sát sân xuống không biết mặt. Đây, 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 nhìn con giúp đây. Chị ơi, 1, 2, 3 này, kiểu nữa này, 1, 2, 3 này, được rồi. Vâng, xin một lần tạm phát tay ạ, để nghe rồi. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, mừng hai cụ tới tuổi thất tuần, con cháu cháu xa gần vui tươi, sống vui sức khỏe cụ ơi, khuôn vàng thước ngọc cho đời vui chung. Xin trân trọng kính mời các con các cháu của cụ nên chúc phúc cho ông Lại Thế Ham làm trưởng đoàn. Xin kính mời. Thôi đoàn con cháu, nếu như các cụ là thông gia và hàng tử thông gia, nếu như có lễ chức đêm thì đăng ký ban tổ chức, chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình. Còn buổi sáng hôm nay các cụ đã trở về với gia đình chúc phúc hai cụ rồi, gia đình cũng đã được tiếp nhận những tâm lễ, những lời chúc phúc tốt đẹp rồi. Nhưng hôm nay ban tổ chức nếu như đã ý các cụ hiện diện có mặt ở đây, nếu như có những tâm lễ hơn và lời chúc phúc riêng thì cũng đã xin đăng ký với ban tổ chức xin giới thiệu. Chúc mừng ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, trong buổi lễ hôm nay rất vinh dự cho hai cụ và gia đình
Đại Đức Thích Thông Bảo là người con, người cháu của hai cụ. Tuy với công việc nhà Phật đã xuất gia, nhưng với tình cảm gia đình, Đại Đức Thích Thông Bảo cũng về chúc phúc cho hai cụ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thông Bảo lên chúc phúc cho hai cụ. Xin kính mời. Vâng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Vâng, xin chân thành và kính chúc Đại Đức có sức khỏe dồi dào. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lại Văn Bốn, là em trai của đồng nghiệp với cụ ông, đã về dự với lễ chúc thọ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông lên có lời chúc thọ với hai cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính đại uy ninh Lại Gia Thiên Tổ, kính đại uy ninh Đặng Gia Thiên Tổ, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bậc cha bác, anh em đồng chí đồng nghiệp nội ngoại về phía ông bà ông nội. Các cụ ngày xưa nói rằng tước nộc là của trời ban riêng cho mỗi một người. Thế và trong cái buổi mừng chúc phúc song đường hôm nay, hai cụ Lại Thế Ngội và Đặng Thị Vuốt đón tuổi 70, đây cũng là một trong những cặp song thọ hiếm. Thế và nhận lời giới thiệu của ban tổ chức, hôm nay thì anh em chúng tôi, như nãy ban tổ chức giới thiệu là gồm có hai người, một là anh Nguyễn Minh Thông, hai là cá nhân tôi, thì là em trai của đồng đội cũ của ông Ngội. Và hôm nay thì có sự hiện diện đầy đủ của ban liên lạc, những người đã từng chung một khoảng trời xanh, chung một nhiệm vụ là chiến đấu bảo vệ vững chắc tổ quốc với ông Lại Thế Ngội. Trước khi tôi phát biểu cái cảm tưởng của mình thì xin mời đoàn đại biểu hội quân ngũ sư 3050, đoàn do anh Mai và chị Quyên, anh Thông sẽ nên có quà chúc phúc cho xong được. Xin mời các đại biểu. Kiểu nữa này, đây nhìn cả nhà mình nhìn này. Thế và thưa với tất cả các quý vị đại biểu, thế về dự cái lễ chúc phúc xong đường hôm nay thì thiên cá nhân tôi là có 6 cái cảm hứng để viết nên những cái dòng chúc phúc rất là mộc mạc. Thì cũng xin được chia sẻ với các đại biểu là lý do tại sao lại có những cái dòng cảm xúc này. Thứ nhất thì cụ Lại Xuân Ngội là em trai của tế tử đời thứ 10 của dòng họ chúng tôi. Đấy là một lý do. Lý do thứ hai, Lại là người bạn rất thân với phụ thân của anh em chúng tôi khi còn tại gần. Lý do thứ ba, Lại là đồng đội với anh trai của chúng tôi. Cái nội dung thứ tư là người đứng đầu của hội người cao tuổi của xã. Thứ năm, Lại là cháu rể của thúc tế Hoàng Văn Bảy, thì về hàng thì Lại là ngang hàng anh em chúng tôi. Đấy. Cái nội dung thứ sáu thì Lại là cùng hội viên trong câu lạc bộ thi đàn người cao tuổi xã nhà. Cụ Lại Thế Ngội là một con người ngay thẳng, thật thà, giản dị, khiêm tốn, nhiệt tình, sống rất nghĩa tình, mộc mạc, không toan tính, không cầu lợi cho mình. Đấy là những cái dòng mà cảm xúc để tôi viết nên những cái lời chúc phúc mộc mạc nhất. Trong quá trình là chắp bút có như thế nào thì mong các đại biểu cũng góp ý. Tôi xin được đọc toàn văn ạ. Đầu đề là chúc thọ song đường. Kính chúc hai cụ Lại Thế Ngội và Đặng Thị Vuốt đón tuổi thất tuần. Nay giữa tiếp nập xuân ấm áp, xuân 2019 vui tươi. Cành ba Lại tộc xã tôi tưng bừng tiệc thọ mừng người niên cao. Mừng hai cụ bước vào chúc thọ, tuổi thất tuần não giả an chi. Đời xưa con cháu nhớ ghi, kính già già để nộc thì đề đa. Nhớ lại thuở Hàn Vi về trước,
nhà đông con gặp cảnh cơ hàn, vẫn vui với cảnh đoàn viên, vẫn làm tốt đạo dâu hiền song thân. Cuộc chiến đấu muôn phần vất vả, những tháng ngày nếm mật nằm gai, phước long bố lá xương rơi, vắt rừng nước suối bền hơi vững lòng. Đánh đồn truy kích tấn công, góp nên chiến thắng vang nừng Nam Châu. Việt Nam nước tiếng toàn cầu, cụ ông đảng bác công đầu ghi tên. Hòa bình vui cảnh đoàn viên, cây na bến nước viết lên tình đời. Vườn cây ao cá thú vui, rau thơm thi vị cho đời nên men. Duy trì quân ngũ khắp miền, 3050 vẫn sáng tên quê nhà. Tước lộc phúc của mẹ cha, tu nhân tích đức ông bà tổ tiên. Trước thềm xuân mới tháng riêng, mồng 6 Kỷ Hợi song đường hoan ca. Rượu hồng chúc thọ mẹ cha, sân nay tiệc thọ chan hòa tình con. Chúc hai cụ sống thọ trường, văn thơ viết vội chứa chan tình đời. Trăm hoa đua nở khắp nơi, mừng xuân mừng đảng, mọi người bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Các tổ chức xin trân trọng tiếp theo các ông bà là anh em con cháu của cụ bà do Đặng Văn Trung làm trưởng đoàn, nên chúc các bài cụ xin kính mời. Rồi, ông chủ bên này, các bác nhìn cháu này. Đây đây, nhìn cháu này ạ. Rồi ạ. Đây ạ. Ông Đặng Văn Trung cũng có đôi lời thơ chúc phúc hai cụ. Chúc anh chị vui vẻ an nhàn, sống khỏe bên đời con. Nay mừng anh chị 70 cầu thượng thọ cháu con cậy nhờ. Xin cảm ơn các ông các bà đã có lễ và có lời chúc phúc hai cụ. Ban tổ chức xin kính mời các quý vị đại biểu tiếp tục mời nước mời thuốc và tiếp tục dự chương trình lễ chúc thọ hai cụ và gia đình hôm nay. Để với điều kiện công việc, hai cháu Long và Trung cũng về chúc phúc hai bác. Xin kính mời cháu Long và cháu Trung lên chúc phúc hai bác. Rồi, hay gì đây? Đây gì đây? Vâng, để chúng ta nhìn được chúc mừng ạ. Và xin chân thành cảm ơn và kính mời các anh tiếp tục ngồi các hàng bàn ghế để mời nước và tiếp tục chương trình chúc thọ cho anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin kính mời các cô các ông các bà anh em tiếp tục ngồi các hàng bàn ghế để mời nước và tiếp tục chương trình chúc thọ hai cụ hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu các cháu gái của cô ông nên chúc phúc hai cụ. Một hai ba là kiểu nữa này, một hai ba kiểu nữa này, một hai ba là ok rồi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và kính mời các cô tiếp tục trở lại các bàn ghế để mời nước mời thuốc và tiếp tục dự chương trình chúc thọ hai cụ hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lại Thế Linh, ủy viên hội đồng gia tộc ngành trưởng thương hữu lên chúc phúc hai cụ. Đây ông ơi, đây hai chúc đại này, một hai ba này rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Thông là em, là đồng nghiệp của cô ông
cũng về dự chương trình và có lời chúc phúc hai cụ. Xin kính mời ông Nguyễn Minh Thông. Kính thưa các cụ, các bà và cha chú trong gia đình, với cái niềm vui nhân đôi thì hôm nay ông bà ông nội lên tuổi 70 thì cũng như ông bà muốn đã có ý kiến rồi, tôi xin phép được chúc phúc ông bà một bài thơ. Mừng ông bà tuổi 70, chúc ông chúc bà an vui tuổi già, song đường lộc nước phúc nhà, đông con tài vượng thực là hành thông, trai khôn gái đảm vui lòng, cháu ngoan cháu giỏi kính ông bà, anh em bầu bạn xa gần vui chung nâng chén chúc ông chúc bà tân xuân nâng chén rượu hồng, hương xuân lan tỏa tình xuân nồng nàn, tương lai rực rỡ huy hoàng, quê hương giàu đẹp xóm làng đổi thay, gia đình hạnh phúc vui vầy, tương lai hứa hẹn cả đầy sức xuân, tuổi cao mà vẫn ngang tầm, vẫn minh mẫn, vẫn chuyên cần thảnh thơi, gia môn đẹp đẽ hẳn hoi, rau thơm xanh tốt vẫn tươi bốn, khởi hành đi sớm về trưa, Honda chắc lái như là trẻ trung, đảm đang lễ nghi gia phong, dạy con khuyên cháu hết lòng bao dung, yêu thương đoàn kết yêu nhau, để cho con cháu cùng nhau soi vào. Chúc ông chúc bà tuổi cao, 70 tuổi vẫn dồi dào sức xuân, vẫn minh mẫn, vẫn chuyên cần, sống vui sống khỏe tuổi xuân tăng nhiều, mạnh xuân nguyệt tỏa thượng nguồn, an khang thịnh vượng bình yên bốn mùa. Cụ Tịnh xóm ba cũng có quà, có lời nên chúc phúc hai cụ. Vì là cụ cũng đăng ký là cho ban tổ chức giới thiệu vào. Rồi cụ ơi, cụ nhìn đây à, cụ ơi nhìn cháu này. Vâng, xin cảm ơn cụ ạ. Chúng tôi cũng nhận được tin mừng của đầu năm kỷ hợi hai cụ hội năm nay tuổi 70 thì cũng nhận được lời mời của các cụ trong buổi chiều nay, nhưng vì công việc nó nhiều việc quá nên là không về kịp giờ này, thì cũng được thay cho chị hội của các cụ xóm gọi được các tín quà ban tổ chức chúng ta xin chúc mời những đại biểu làm về từ hôm nay còn là những lời ca tiếng hát những lời chúc phúc tiếp tục và tiếp tục với cái lời nên chúc mừng cụ và xin kính mời các đại biểu ta tiếp tục thời gian đầu xuân mới thì tiếp tục mời nước tốt và tiếp tục những cái chương trình của đêm nay về tình nghĩa xóm làng nên có quà và có đôi lời nên chúc phúc hai cụ. Xin cảm ơn cô ạ, để chúng ta nhìn lại chúc mừng ạ với anh em của cô chú Linh Doanh chúc phúc hai cụ này. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, ông các bà, thật là đúng là phúc tổ ơn trời, bố mẹ song hành, nước kế của thất tuần, vui trực yến, cha hiền, quý đã vô cùng, khuyên cắt đặt việc chung nghĩa tình, ân cần thoáng đãng ung dung, trai dâu gái rể vô cùng biết ơn, công cha tựa núi Thái Sơn, hiệu hồng chúc phúc, để hiền kính chân và về mẹ đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình mà thôi, tuy là không đẻ không nuôi, dâu con ơn mẹ suốt đời không xong, xin kính mời các chàng rể chàng dâu
lên chúc rượu và chúc bánh ngọt và kính mời các quý vị đại biểu. Xin kính mời chàng râu chàng rể lên chúc rượu mời bánh cho song thân của mình. Xin kính mời các chàng rể đâu ạ? Bốn chàng rể ạ. Và bốn chàng rể, mỗi chàng rể một chén rượu hồng chúc phúc cho song thân của mình. Và một nàng dâu nên cắt bánh và mời song thân của mình. Sau đó các cô là em gái của làng dâu đi mời bánh các quý vị đại biểu và toàn thể trong buổi lễ hôm nay. Chúc phúc người tròn năm bao tốt tươi, vang vang tiếng cười tiếng ca khắp nơi vui, dồn dần cao chúc nhau quanh năm buôn bán phát tài. Chúc phúc người một đời may mắn luôn bên nhau sống hạnh phúc vui, ngát trên môi nụ cười luôn thắm tươi, trao nhau hương thơm tốt tươi đến cho ta ngàn hoa thắm, thu là rơi vun bay là đà trong nắng, ấm áp những ân tình thắm thiết khóe môi xua tan đi đông lạnh lùng. Chúc phúc người mọi điều như gấm hoa, công danh sẽ toại ước mơ, chúc cho nhau mọi điều như giấc mơ, trao nhau hương thơm tháng ngày. Chúc phúc đến mọi người, chúc phúc đến mọi nhà, tình nhớ nhắc mùa xuân. Bà Đặng Thị Vuốt xuân Kỷ Hợi năm 2019 tới tuổi 70 được Trung ương Hội Người Cao Tuổi tôn vinh. Trong 70 năm mùa xuân của hai cụ đã trải qua bao mùa mưa nắng, hết hạ sang đông rồi mùa xuân lại trở về, xuân vẫn xanh tươi trường tồn. Cụ ông đã có gần 40 năm tuổi đảng, cụ vẫn tham gia việc xã hội, việc làm, việc họ hàng, cụ luôn cống hiến phục vụ với tinh thần đầy nhiệt tình và trách nhiệm, được mọi người tin yêu và kính trọng. Thật đúng là kính già già để tuổi cho. Hôm nay các con cháu trai dâu gái rể, các cháu nội ngoại tổ chức lễ mừng thọ cho hai cụ. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu là niềm vinh dự cho gia đình. Ban tổ chức gia đình xin trân trọng giới thiệu ông Lại Thế Tú là con trai trưởng của cụ lên phát biểu có đôi lời cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị kính mến, các em cùng các cháu thân mến. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2019, tức ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Hợi. Gia đình chúng con tổ chức buổi lễ chúc thọ cho bố mẹ tới tuổi 70. Rất vinh dự cho gia đình đã được đón tiếp quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị, các em và các cháu đã về dự buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay. Trước hết, cho phép tôi được kính chúc quý vị đại biểu, các cụ, các ông, bà, các bác, các chú, các anh chị, các em và các cháu năm mới sức khỏe dồi dào, thành công trong mọi lĩnh vực. Thay mặt gia đình, con xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị, các em và các cháu đã về dự buổi lễ chúc thọ, đã có những món quà, những vần thơ mang nhiều tình cảm và ý nghĩa chúc cho bố mẹ chúng con. Thay mặt cho các con trai dâu gái rể, các cháu chắt nội ngoại, con xin kính chúc bố mẹ trường thọ bách niên giai não. Một lần nữa con xin kính chúc quý vị đại biểu, các ông bà, các bác, các anh chị, các em và các cháu một năm mới an khang, thành đạt, hạnh phúc.
đồng ruộng xanh trúng mùa, nông gia lũ bồ chết khó. Chúc năm này thuyền dân ra biển khơi, ngư dân tôm cá lưới đầy. Chúc thư gia gặp mẹ trong bát buồn, năm nay phát tài chúng to. Chúc sinh viên được tương lai sáng tươi, thăng quan thi đỗ dễ dàng. Đón chúc xuân khắp nơi thi thành thôn quê, anh em ta hân hoan trong tà áo mây. Em nay trong tay mừng kính chúc ông bà, xuân yêu thương xuân lại về. Có ai đang dù buồn ban trốn xa, cũng nhớ về cố hương. Chúc năm này mừng công nông kỹ thương, mọi người may mắn phát tài. Kính chúc kính dâng lời chúc đến đến muôn nhà, một năm mới thành an. Lộc chưa tràn khói hương thơm, đèn lồng với bánh trưng cảm xanh dưa hấu đó.